Konnichiwa, xin kính chào cô chú bác anh chị em và các bạn đã đến với kênh Kyukado CP. Hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người thêm một cách làm món heo quay để có được lớp da giòn tan mà phần thịt thì thấm gia vị và đặc biệt là không bị khô. Làm cách nào để có được món heo quay ngon nhất? Trước khi vào làm thì mọi người đừng quên đăng ký kênh, nhấn like hoặc share để theo dõi nhiều clip hay hấp dẫn khác nữa. Và bây giờ thì mời vào xem và cùng làm nha. Để làm món heo quay hôm nay, ở đây mình mua được một miếng thịt ba rọi có da. Miếng thịt này thì mình mua ở Don Quixote, ở đây có ghi cả tiếng Nhật, tiếng Anh và tiếng Việt nữa nè. Bên Nhật bây giờ tiện lắm, ở nơi nào mà có nhiều người Việt Nam sinh sống thì còn sẽ có bán những cái mặt hàng như thế này. Mình chọn một miếng thịt ít mỡ, nhiều nạc nếu như mà không thích ăn nhiều mỡ. Đây là miếng thịt bụng nè. Khử mùi hôi tanh của thịt thì mình sẽ sử dụng một ít gừng, ở đây mình có một củ gừng như thế này. Nguyên liệu thứ hai là quế. Mình có một ít quế nè, mình cũng sẽ cho vào để khử mùi hôi của thịt. Những nguyên liệu này thì mọi người cũng có thể dễ dàng mua ở các siêu thị Nhật có hết nha. Nguyên liệu thứ ba là hồi. Hồi cũng có tác dụng khử mùi và tạo thêm mùi thơm cho thịt. Gừng thì mình sẽ sắc lát ra rồi đập dập. Bắt chảo nước lên bếp cho tất cả vào đây. Thêm vào đây một muỗng cà phê muối, rồi cho miếng thịt vào luộc. Nhớ là mình để mặt da áp xuống mặt chảo nha. Để ở đây luộc khoảng 10 đến 15 phút cho chín phần da. Khi chờ luộc thịt, mình sẽ làm gia vị để ướp thịt. Mình có ở đây nửa muỗng cà phê bột ngũ vị hương. Đây là bịch bột ngũ vị hương mình mua ở siêu thị Nhật nè mọi người. Thêm một ít tiêu xay. Và một ít muối hồng. Nửa muỗng cà phê ớt bột Hàn Quốc. Một muỗng cà phê bột nêm. Và cuối cùng là bột tỏi. Một muỗng cà phê bột tỏi. Rồi mình quậy đều lên cho gia vị hòa tan ra. Miếng thịt của mình sau khi luộc khoảng 15 phút thì cái phần da của nó đã chín rồi. Mình sẽ gấp ra để cho ráo nước. Dùng khăn giấy nhà bếp lau cho thật khô, khô phần da và cả phần thịt nữa. Sau khi đã lau thật khô miếng thịt rồi, mình sẽ dùng cái nĩa này để xăm đều lên phần da. Mình phải xăm thật đều thì da nó mới nổ đều nha mọi người. Đây là miếng thịt sau khi mình xăm đều lên da nè. Phần da khá là dày ha. Gặp miếng da dày thì mọi người xăm sâu một chút và xăm nhiều một chút nha. Phần thịt ở dưới mình cũng sẽ lau cho thật khô. Lau thật khô để gia vị của mình nó thấm đều vào thịt và nó không có bị chảy nước ra. Sau khi mọi thứ đã khô ráo nước rồi, mình sẽ cắt sơ cái phần thịt này ra. Cắt ra để mình nêm gia vị vào ở trong cho nó thấm vào trong luôn ha. Và nhớ là mình cắt sơ ở trên đó, không có cắt sâu xuống phần da nha mọi người. Cắt xong rồi mình sẽ rắc đều gia vị lên và thoa đều ra. Mình sẽ thoa đều ra cái phần thịt này cho nó ngấm đều gia vị vào đây. Mình trải giấy bạc ra, để thịt lên đây rồi gói giấy bạc lại. Gói làm sao mà chừa cái miếng da ra ngoài. Gia vị có lỡ dính lên da thì mình phủi, mình lau nó ra cho nó sạch ra hết nha. Rồi gói bọc kín phần thịt lại, chừa cái phần da ra thôi. Rồi mình cho lên phần da này nửa muỗng cà phê muối. Thoa đều phần muối này lên da. Mình thoa làm sao cho khéo, đừng có để cho nó lọt xuống thịt, nó sẽ làm mặn thịt nha. Sau khi thoa đều muối lên da rồi, mình sẽ cho vào nồi chiên không dầu. Mình sẽ sấy với nhiệt độ là 100 độ, 30 đến 50 phút. Ngay cái chấm này là 100 độ nha mọi người. Tùy theo cái miếng da mỏng hay là dày mà mình sẽ có thời gian sấy là từ 30 đến 50 phút. Vì là cái miếng da này nó hơi dày cho nên là mình sẽ sấy khoảng 50 phút nha mọi người.
Khi sấy được 50 phút rồi, mình sẽ gạt hết phần muối ra. Mình dùng giấy nhà bếp lau gạt hết phần muối ra. Sau khi gạt hết muối ra rồi, mình sẽ cho vào ngăn mát tủ lạnh để qua đêm hoặc là để 8 tiếng. Còn nếu như mà muốn làm nhanh hơn thì cũng có thể cho vào nồi chiên không dầu sấy tiếp cho đến khi nào da khô. Sau khi để trong tủ lạnh qua đêm thì cái phần da này nó cứng lên. Đó, nó khô cứng luôn. Phần da này nó phải thật là khô cứng luôn thì khi mà mình cho vào nướng lại thì nó sẽ nổ đều da. Và nếu như mà mình sờ vào thấy nó vẫn còn mềm thì nó chưa có khô cứng. Mà phần da chưa có khô cứng thì nó sẽ không có nổ đều nha. Phần da này đã khô cứng rồi cho nên mình sẽ đem đi quay luôn. Trước khi cho vào nồi chiên không dầu, mình sẽ bật nồi lên cho nồi nóng trước rồi mới cho vào quay. Khi quay thì mình sẽ chỉnh ở nhiệt độ cao nhất. Nếu mà mình không chỉnh nhiệt độ cao nhất thì cái phần da nó không đủ nhiệt độ, nó sẽ không nổ đều. Cho nên là mình phải chỉnh nhiệt độ cao nhất. Mình sẽ quay với nhiệt độ là 200 độ 30 đến 40 phút. Và đây là miếng thịt heo quay, mình đã quay được 40 phút. Wow, vàng ôm, thơm phức. Và nhìn cái da nó nổ phồng lên kìa. Đó, đã chưa? Mình đã làm heo quay với rất là nhiều cách và cách này đã cho ra miếng thịt heo quay tuyệt vời, phải nói là ngon nhất từ trước đến nay. Có hai cách sấy, thứ nhất là sấy nóng, thứ hai là sấy lạnh. Sấy để cho phần da heo được khô cứng. Sấy nóng sẽ nhanh hơn, ít mất thời gian hơn, nhưng phần thịt thì nó sẽ hơi bị khô. Sấy lạnh sẽ hơi mất thời gian một tí xíu nhưng cho ra thành phẩm thịt thơm ngon, không có bị khô. Cắt thì mình sẽ ướp cái phần da xuống mặt thớt như thế này để cắt. Đây mọi người nhìn nè, cái miếng da nó nổ đều, phồng to lên và phần thịt thì nó không có bị khô. Phần da nè, giòn tan, không bị cứng tí xíu nào luôn. Phần thịt đó thì mềm, ngon, không có bị khô. Phần nước chấm khá là đơn giản, mình cho vào đây 2 muỗng canh nước tương ngon, 1 muỗng canh giấm ăn, 1 muỗng canh dầu mè và 1 muỗng cà phê đường. Tùy theo mọi người thích ăn ngọt nhiều hay ngọt ít. Quậy đều lên rồi nêm nếm lại cho vừa ăn theo khẩu vị gia đình. Như vậy là mình vừa chia sẻ cách làm để có được miếng heo quay ngon nhất. Mình chúc cho cô chú bác anh chị em và các bạn làm đều được thành công. Clip của mình xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi. Nếu thấy clip hay, hữu ích thì đừng quên cho mình một like hoặc share và đăng ký cho kênh của Kyokado CP để mình có thêm động lực làm nhiều clip khác hay hơn, hữu ích hơn nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở các clip sau. Saigo made mite kurete arigatou gozaimasu. Mata ne. Mình sẽ ăn thử một miếng xem nó như thế nào. Mời mọi người. Wow, ngon quá mọi người ơi. Da thì giòn tan, thịt thì mềm, thấm gia vị. Ngon lắm luôn, mọi người hãy thử nha.